Sau khi Mỹ không thể kêu gọi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, chính quyền Biden bất ngờ quay xe và ủng hộ kế hoạch trả đũa của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có mặt tại Israel để kêu gọi ngừng leo thang xung đột. Iran cảnh báo Tehran sẽ coi Mỹ là đồng lõa nếu Israel tiến hành cuộc tấn công lớn vào nước này. Iran sẽ làm gì sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas? Israel đang ngấm ngầm điều gì khi chưa có động thái trả đũa Iran? Mỹ sẽ đối mặt với những thách thức trong việc giải quyết xung đột ở Trung Đông như thế nào? Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận Quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, Mỹ dường như vẫn chưa xác định rõ ràng là liệu có nên ủng hộ Israel hay không. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực này khi mà chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp mãn nhiệm. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi trước khi đi vào bình luận. Sáng ngày 23 tháng 10, tuyên bố trước các phóng viên khi chuẩn bị rời Tel Aviv để tới Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: "Chúng tôi bắt buộc phải cố gắng để đảm bảo rằng cuộc xung đột này không lan rộng. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ Israel khi nước này bị Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn tấn công. Mỹ sát cánh với Israel và lực lượng bảo vệ nước này. Điều quan trọng nữa là Israel phải phản ứng theo cách không gây leo thang lớn và không gây nguy cơ làm gia tăng xung đột với Hezbollah và Liban." Quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ tuyên bố như vậy trong bối cảnh Israel vẫn đang cân nhắc việc trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hồi đầu tháng này và vụ ám sát hụt Thủ tướng Netanyahu. Lực lượng phòng vệ Israel vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran và Hezbollah ở Liban. Ngày 23 tháng 10, Israel đã bắt đầu ném bom thành phố cảng Tyre, khu vực di sản thế giới được UNESCO công nhận. Vụ không kích diễn ra khoảng 3 giờ sau khi Israel đưa ra thông báo trực tuyến yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực trung tâm. Những đám khói dày đặc khổng lồ bốc lên trên các tòa nhà dân cư. Hàng chục nghìn người đã sơ tán khỏi Tyre trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Mỹ cũng ám chỉ ông sẽ hạn chế viện trợ quân sự cho Israel vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Hồi tháng 4, Mỹ cảnh báo Israel có nguy cơ không tuân thủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel sau khi nước này có các bước cải thiện việc cung cấp viện trợ ở Gaza. Tuy nhiên, trong tháng 10, cảnh báo lại được đưa ra một lần nữa vì Mỹ cho rằng những nỗ lực của Israel là chưa đủ. Ông Blinken đang có chuyến thăm thứ 11 đến khu vực trong năm nay trong nỗ lực tận dụng thời cơ sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza và thả con tin, đồng thời tìm cách tháo ngòi xung đột tại Liban. Tuy nhiên, những kêu gọi của Mỹ được cho là đang bị bỏ ngoài tai. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho thấy dường như Mỹ nắm rõ các kế hoạch trả đũa sắp tới của Israel. Vậy thì Washington sẽ có những động thái gì và quan điểm của Mỹ hiện tại ra sao? Tham gia chương trình Bình luận Quốc tế cùng với biên tập viên Nga Vũ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời quen thuộc. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế. Thiếu tướng Lê Văn Cương. Cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, quan điểm của Mỹ và châu Âu thì có gì khác biệt trong vấn đề Trung Đông hiện nay ạ? Về vấn đề bạn nêu ra thì có lẽ tôi muốn trao đổi với bạn một chút về lịch sử. Cái Trung Đông vào những năm 50 của thế kỷ trước, trước nữa, từ năm 50 về trước, thì gần như là cái nơi mà thuộc địa của các đế quốc châu Âu, của Pháp, của Anh, của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha và của Đức. Cái khu vực châu Âu vào những năm 50 của thế kỷ trước là cái lãnh địa của châu Âu. Chính thức từ cái sự kiện Cánh Xuyên năm 1956, Anh Pháp bị rút, thực chất từ năm 1956 đến bây giờ, thì cái vai trò châu Âu đối với Trung Đông nó giảm hẳn xuống, càng ngày càng thụt xuống. Và Mỹ gần như thống trị châu Âu suốt từ năm 6 cái vụ kiện Cánh Xuyên năm 6 bây giờ. Đến giờ phút này, giữa châu Âu và Mỹ
nó có cái thống nhất với nhau, có cái khác nhau trong cái tiếp cận đối với Trung Đông. Tất cả vì lợi ích thôi ạ. Mục tiêu của Mỹ từ năm 1948 khi hình thành nhà nước Israel do Thái bây giờ là Mỹ tập trung đầu tư hết sức về quốc phòng, về kinh tế để vực dậy, biến Israel thành một cường quốc quân sự số 1 ở toàn bộ Trung Đông. Để làm gì? Để chốt chặn toàn bộ, dùng Israel để khống chế thế giới Ả Rập, phục vụ lợi của Mỹ. Suốt cả cái thế kỷ 20, các bạn nhớ rằng là cái dầu mỏ và khí đốt là vũ khí quan trọng nhất. Nhiều học giả cho rằng cái nước nào sở hữu khống chế được nhiều dầu mỏ thì nước ấy sẽ khống chế được. Cái Trung Đông là cái túi dầu của thế giới. Suốt thế kỷ 20, Mỹ bằng mọi cách, dùng nhiều thủ đoạn từ nhiều hướng để làm chủ cái khu vực năng lượng của thế giới Trung Đông, thông qua cái vực dậy, cái mũi tấn công thứ nhất của Mỹ là xây dựng Israel thành một quốc gia hùng mạnh về quân sự, về kinh tế, về khoa công nghệ, áp đảo thế giới Ả Rập. Cái số tiền Mỹ chi ra cho nhà nước Israel do Thái từ năm 48 bây giờ nhiều gấp 100 lần cái số tiền Mỹ chi ra cho cả nước Ả Rập. Và họ là thực hiện thành công mục tiêu. Đến giờ phút này, Israel trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất châu Trung Đông. Ở Trung Đông là thật với các bạn, đến bây giờ thì chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là mạnh nhất thôi. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO. Chứ còn ngoài Thổ Nhĩ Kỳ thì tiềm lực quân sự Israel mạnh hơn toàn bộ thế giới Ả Rập. Trên chỉ tiêu hiện nay nhất về vũ khí thì Israel mạnh hơn cả Cộng hòa giáo Iran. Thì cái việc ấy Mỹ đã thành công thông qua đầu tư xây dựng quốc gia Israel do Thái để phục vụ lợi của Mỹ, đảm bảo lợi của Mỹ tại cái khu vực, cái mỏ dầu, cái túi dầu thế giới đấy suốt thế kỷ 20 đến bây giờ. Thì rồi là khi mà Mỹ làm như vậy thì đụng chạm lợi của châu Âu chưa ạ? Châu Âu thua thiệt ngay. Sau cái chuyện năm 60 thua thiệt, Mỹ nhân dân đẩy cái ảnh hưởng và cái lợi của châu Âu ra khỏi Trung Đông. Chứ về mà xấu xa mà nói nữa thì Bruxelles về Washington là mâu thuẫn nhau về lợi ích ở Trung Đông. Trung Đông lấy việc chủ yếu là kinh tế, chứ còn về chính trị văn ninh thì họ cũng khác nhau. Khi mà Washington đầu tư cho Tel Aviv như vậy nữa, thì rõ ràng mục tiêu của Israel là cấu trúc lại cái cơ cấu an ninh của Trung Đông, đảm bảo Israel hoàn toàn an toàn. Cái điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và lợi ích của Mỹ, và chắc chắn nó khác với châu Âu. Vì thế cái cuộc chiến Israel với Hamas từ tháng 10 năm ngoái đến bây giờ Israel với Hezbollah, Israel với Iran, thì quan điểm châu Âu Mỹ cũng khác nhau lắm. Rồi ràng họ giống nhau ở chỗ là đều xem cái cuộc tấn công 7 tháng 10 năm 2003 của Hamas vào Israel diệt hại hết 1.000 người, bắt sống 300 người làm con tin, cái sự kiện Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tôi nghĩ rằng nếu tiếp cận theo đạo lý thông thường đó, thì chúng ta thấy cái Hamas, cái người Palestine bị Israel bạc đại chà đạp 70 năm thì ta ủng hộ Hamas với Palestine. Tiếp cận theo cái góc độ đạo lý thì tương như vậy. Nhưng xét về triết lý, về mặt chính trị và an ninh đó, thì cái sự kiện mùng 7 tháng 10 năm ngoái mà Hamas tấn công vào Israel, giết cả ngàn người và bắt sống 300 người, thì tôi cho sự kiện ấy là một sai lầm chết người và theo nghĩa đen. Cái sai lầm của Hamas ở chỗ thứ nhất là Israel có phải là mình Israel còn Mỹ nữa chứ, Hamas ra đâu mà Mỹ đâu.
Cái thứ hai là Hamas cũng nghĩ rằng cuộc tấn công 7 tháng 10 rồi sau đó chắc chắn Israel sẽ trả đũa, rồi Iran và cái gọi là trục kháng chiến sẽ nhảy bổ vào ủng hộ Hamas. Hezbollah, dân quân người CIA ở Syria, ở Iraq, khắp nơi Trung Đông sẽ cùng tấn công Israel. Nhưng làm gì có đâu ạ, lác đác thôi. Cái tôi cho cái sự kiện mùng 7 tháng 10 năm 3 là một sai lầm của Hamas, sai lầm chết người. Từ cái sai lầm này đến tạo đến cơ hội có vẻ hợp lý, tôi nói là hợp lý trong nháy, để Mỹ và Israel tiến hành một chiến tranh để hủy diệt Hamas. Và từ tháng 9 bây giờ bắt đầu hủy diệt Hezbollah, vật đặt Cộng hòa Dân Iran trước một cái thách thức khủng khiếp nhất kể từ năm 1915 bây giờ. Nhưng bản đề mình đặt ra là giữa Mỹ và châu Âu khác nhau, giống nhau ở Trung Đông trong cuộc chiến Israel và Hamas, cuộc chiến Israel và Hezbollah nằm ở chỗ cách nhìn tiếp cận của họ khác nhau, mâu thuẫn với nhau về kinh tế. Cách nhìn của châu Âu đối với Israel khác đối với Mỹ. Thậm chí trong thời gian vừa rồi, một số quốc gia châu Âu đe dọa cắt đứt quan hệ với Israel cơ mà, lên án Israel và nói với các bạn là không dừng cái tổ chức tòa án hình sự quốc tế ra phán quyết là bắt giữ thủ tướng Israel Netanyahu. Cái này chắc chắn có tác động từ các quốc gia châu Âu chứ không phải từ Mỹ. Phần lớn các quốc gia xem Netanyahu làm tội phạm, có thể nói như vậy. Cho dù cùng một trận tuyến về tư tưởng chính trị với Mỹ, nhưng họ xem Netanyahu cách khác. Chứ còn Mỹ thì khác. Mỹ một mặt có lẽ thâm tâm vẫn thừa nhận hành động của Netanyahu, thủ tướng Israel, là hành động không thể chấp nhận được. Mỹ dùng của mấy chữ không thể chấp nhận được thôi ạ. Chứ có bao giờ quý Netanyahu là tội ác đâu. Vẫn ủng hộ. Cho nên cách tiếp cận của châu Âu và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Trên hai phương diện vì xung đột về lợi kinh tế. Trên hai phương diện khác nhau về tiếp cận theo vấn đề chính trị và an ninh và nhân đạo. Châu Âu ủng hộ Israel ở mức độ nhất định. Một số nước phản đối Israel. Mỹ thì kiên trì. Suốt từ mùng 8 tháng 10 năm ngoái bây giờ vẫn một mạch hậu thuẫn hỗ trợ về quân sự, về kinh tế, về chính trị, về đối ngoại Israel. Chứ còn châu Âu thì không, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, dư luận đang cho rằng chính quyền của ông Joe Biden đang bỏ rơi Israel, hay có thể nói là chính sách mà chính quyền Joe Biden thực hiện đối với Israel là chính sách hai mặt không ạ? Thật ra thì vấn đề bạn nêu ra thì một số học giả Mỹ, một số nhà bình luận chính trị Mỹ và châu Âu nêu rất vấn đề. Nhưng mà tôi nói với các bạn là chúng ta phải cảnh giác. Ở đây không có chính sách hai mặt của chính quyền Joe Biden đối với Israel, không có đâu. Một mặt thôi. Cái mặt chính là hỗ trợ hậu thuẫn Israel. Mục tiêu không nói ra mà đánh bại Iran, buộc Iran trở thành một quốc gia suy yếu. Chứ còn mục tiêu của Mỹ không phải là ủng hộ nhà nước Palestine. Họ nói cả trăm lần là ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Nhưng mà 70 năm nay Mỹ có làm gì để hình thành hai nhà nước đâu ạ? Lịch sử mách bảo chúng ta từ năm 1948 bây giờ, Mỹ nói cả 1000 lần ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng Mỹ không làm việc gì để hiện thực hóa giải pháp nào cả. Đến mức độ là Mỹ phủ định cái chuyện nhà nước Palestine là một tư cách nhà nước đầy đủ trong Liên Hợp Quốc. Mỹ có phủ đôi phủ định cơ mà. Mà cái này không phải tôi nói đâu ạ. Thượng nghị sĩ của Mỹ Holland nói, thượng nghị sĩ Holland tháng 6 năm 24 này vừa, ông có nói này: Hoa Kỳ thường xuyên nói là ủng hộ giải pháp nhà nước, nhưng thực chất Washington chưa làm việc gì nghiêm chỉnh để hiện thực hóa giải pháp này cả. Đây là thượng nghị sĩ của Mỹ đấy nha, chứ không phải là ta nói nó. Bây giờ là miệng vậy thôi.
Chứ nói với hai mặt chẳng qua là nói cho đẹp thôi ạ. À. Nói theo kiểu vừa lòng Mỹ và hỗ trợ Mỹ thôi, chứ làm gì có hai mặt. Nhưng mà thế này, những hành động tàn bạo quá mức của chính quyền Netanyahu ở giải Gaza và ở Liban ngày nay đã giết hại đến 450.000 người, mà trong đó là khoảng 7-8.000 trẻ em, gây xúc động 8 tỷ người này. Cái điều này ảnh hưởng đến vai trò uy tín của Mỹ. Những hành động tàn bạo của Netanyahu ở Gaza và Liban gây cái phẫn nộ của thế giới và buộc Mỹ phải lên tiếng phản đối. Phản đối Israel là dừng lại, cùng chỉ nói là xin dừng lại, không được làm tàn sát nữa, không được lệnh bắn thân thường, chừng ấy thôi ạ. Thế đấy không thể ăn một mặt được, cái mặt chính vẫn hỗ trợ. Mỹ và nước hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao TAAD mà vừa rồi cách đây một tuần đưa 100 sĩ quan kỹ thuật sang Israel để vận hành cái hệ thống này nhá. Vẫn bố trí thêm tăng cường cái binh sĩ ở Syria, ở Iraq, ở Jordan, đưa tàu sân bay đến Địa Trung Hải đối diện về cái bờ biển của Israel, đưa máy bay hiện đại bậc nhất hiện nay là F-22, máy tàng hình F-35, hiện nay chưa ai bắn nổi cái F-35 cả, đưa cả tàu chiến bên đây thôi. Thì những cái việc này chứng tỏ là Mỹ đứng về phía 100% về phía Israel để tạo ra cuộc xung đột này. Thông qua cuộc chiến tranh tiêu diệt Hamas, Hezbollah, Mỹ với Israel muốn tạo ra một cấu trúc quyền lực mới ở Trung Đông. Trong đó Cộng hòa Hồi giáo Iran không còn là một cường quốc khu vực nữa. Hiện nay Cộng hòa Hồi giáo Iran là một cường quốc khu vực. Tại khu vực này có mấy cường quốc, có thể nói là Thổ Nhĩ Kỳ, Israel cũng có thể xem là một cường quốc, Ả Rập Xê Út, phía Bắc Phi thì có cái Ai Cập. Trên phương diện nào đấy thì có thể là tiểu vương quốc thống nhất vân vân. Iran là một cường quốc nhá. Có thể là bộ ba trụ cột ở đây là Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Nhưng thông qua cái cuộc, tôi cho rằng cái dài dột, cái sai lầm của Hamas tạo ra cuộc tấn công 7 tháng 10 đó, năm 23 đó, tạo ra cái cớ để cho Mỹ và Israel hợp tác với nhau, tiến hành cuộc chiến tranh để hủy diệt Hamas, hủy diệt Hezbollah và làm suy yếu tấn công được Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mục đích như vậy là sẽ có một hình thành một cấu trúc an ninh mới. Khi Cộng hòa Hồi giáo Iran suy yếu tấn công thì Trung Đông được đặt dưới sự điều hành chỉ đạo trực tiếp của Hoa Kỳ và thông qua Israel. Chân đấu đấy, chỗ này chỗ kia, người ta nói rằng là Mỹ Hoa Kỳ chỉ trích hai mặt với Israel, không phải đâu, vì hiểu thực chất vấn đề. Đây là cách nói quá Mỹ cho vui thôi, không có đâu. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia và thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 10 thì lực lượng phòng vệ Israel đã tiếp tục tiêu diệt thêm một vị thủ lĩnh của Hamas, đó là ông Yahya Sinwar ở miền nam Gaza. Đây được coi là thắng lợi lớn đối với quân đội Israel và chính quyền của ông Netanyahu. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa dừng lại mà tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17 tháng 10 cho biết cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã mang lại cơ hội hòa bình ở Trung Đông. Nhưng cảnh báo cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được trả tự do. Theo thông báo của quân đội Israel đưa ra vào ngày 17 tháng 10, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở phía nam giải Gaza vào hôm 16 tháng 10. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã hoan nghênh việc quân đội nước này tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, đồng thời kêu gọi hành động nhanh chóng để giải cứu các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Theo phía Israel, 101 con tin vẫn còn ở Gaza và ít nhất một nửa trong số họ vẫn còn sống. Israel vẫn tiếp tục phong tỏa và tiến hành các cuộc tấn công tại miền bắc Gaza. Một cuộc không kích của Israel ngày 17 tháng 10 vào một trường học tại trại tị nạn Jabalia đã khiến ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng và 160 người khác bị thương. Số lượng người Palestine thương vong tiếp tục tăng mạnh trong những ngày qua. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến 42.438 người thiệt mạng và 99.246 người bị thương.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 10 ước tính khoảng 345.000 người, tương đương 16% dân số tại Gaza đang phải đối mặt với tình trạng đói thảm khốc vào mùa đông do lượng viện trợ giảm mạnh. Cũng trong ngày 17 tháng 10, chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết người dân Gaza sẽ cạn kiệt lương thực trong khoảng thời gian tới. Vâng, thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là Israel đã tiếp tục triệt tiêu thủ lĩnh Hamas là ông Yahya Sinwar và gây rúng động Trung Đông. Vậy thì theo chuyên gia, sau hành động này Iran sẽ có những động thái đáp trả như thế nào? Về cái phản ứng của Iran, bà nêu ra đi. Bởi vì là liên tục, vì thằng tư vừa rồi, ta nhắc lại một tí, trong 6 tháng gần đây thằng tư vừa rồi, thằng ba thì là Israel tấn công vào cái lãnh sự quán quân sự của Iran tại Damascus, diệt mất hai sĩ quan cao cấp và về mấy cái mà Cộng hòa Hồi giáo. Rồi mùa thứ tư thì Iran trả đũa, Israel lại diệt cái thủ lĩnh chính trị nổi tiếng nhất của Hamas tại Tehran. Rồi tiếp tục thì Israel lại tiêu diệt cái thủ lĩnh của Hezbollah. Và vừa rồi đấy, như bạn nói là tiêu diệt cái thủ lĩnh của Hamas. Tất cả những việc này thế này, mục tiêu là nếu không loại bỏ được hoàn toàn Hamas và Hezbollah thì cũng phải làm suy yếu tấn công. Mục tiêu ban đầu của Netanyahu phát biểu ngày 8 tháng 10 năm ngoái là tiêu diệt Hamas, nhưng mà sau một tháng ông ta thấy khó quá, ông ta phát biểu điều chỉnh lại là phải làm suy yếu triệt để, tức là tiêu diệt cái lực lượng quân sự chủ lực của Hamas. Đấy là một. Thứ hai là tiêu diệt những cái nhân vật cho bố quan trọng nhất của Hamas và loại bỏ những cái nhân vật quan trọng nhất của Hezbollah. Thì họ làm được rồi, họ làm Hezbollah rồi, thì bây giờ họ làm Hamas rồi. Và đến bây giờ thì có thể nói thực chất Hamas là suy yếu rồi, Hezbollah suy yếu rồi. Có thông tin nói là Hezbollah sẵn bắt đầu, tôi tin không tin như vậy. Nhưng rõ ràng sau cái trận mà tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah đó, và vừa rồi trong cái tháng vừa rồi liên tục không kích đó, để tiêu diệt 4-5 cái tướng lĩnh hàng đầu của Hezbollah, và lực lượng quan trọng của Hezbollah tại Nam Liban cũng là bị tiêu diệt, bị loại bỏ. Có thể đến giờ phút này thì Hezbollah là suy yếu nghiêm trọng. Hamas thì có thể nói về cơ bản là suy yếu tấn công rồi. Thì mục tiêu của họ ở đây, chính quyền Netanyahu không đưa ra cái tiêu diệt Hamas và Hezbollah là vì không tiêu diệt được. Hezbollah là gắn liền với cấu trúc chính trị, cấu trúc an ninh, cấu trúc kinh tế, cấu trúc xã hội của Liban. Tiêu diệt thế nào được? Nhưng mà làm suy yếu những cái đồ không trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với Israel, không trở thành một cái mối đe dọa đến lợi ích của Mỹ và an ninh của Mỹ. Bởi vì nên nhớ rằng là Hamas cùng Hezbollah và cái dân quân mà được Iran hỗ trợ đó, ở Syria, ở Jordan, ở Iraq đó, thì thường xuyên có những cuộc tập kích đối với quân nhân Mỹ ở đấy. Trên khi làm cho cái trục kháng chiến của Iran mà suy yếu thành công đó, là bảo vệ lợi ích của Mỹ. Trên trong cái bạc này thì Mỹ vì Israel là có cùng chung mục đích, cùng chung mục đích đánh suy yếu thực sự Hamas, không còn có thể tạo nên những cuộc đe dọa đến an ninh của Israel nữa, làm suy yếu đến Hezbollah, không thể tạo nên những cái nguy cơ đối với Israel nữa, và dằn mặt Iran nếu cần thiết thì làm suy yếu Iran, đánh thẳng Iran. Thì mục tiêu của Mỹ về Israel chỗ này là hoàn toàn đúng. Khi đạt được mục tiêu này rồi thì cấu trúc chính trị an ninh Trung Đông sang một trạng thái hoàn toàn mới, kể từ năm 1956 bây giờ hoàn toàn mới. Cái trạng thái mà Mỹ và Israel tạo ra là thế này: một cái liên minh giữa các nước Ả Rập chủ chốt như Ả Rập Xê Út, như Qatar, như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vừa Jordan rồi Ai Cập rồi, một cái liên minh chặt chẽ giữa Israel với các quốc gia Ả Rập chủ chốt là đồng minh của Mỹ, để đối địch lại, đối phó lại với Cộng hòa Hồi giáo Iran,
vấn đề trung tâm của Trung Đông là Iran, chứ vấn đề không phải Hezbollah, không phải là Hamas. Đối tượng chủ yếu, mục tiêu chủ yếu của Mỹ với Israel là Iran. Cấu trúc quyền lực chính trị mới của Trung Đông, Mỹ và Israel sẽ hình thành là gì? Một cái liên minh giữa các nhà Ả Rập cùng với Israel để đối phó với công giáo Iran. Đấy. Phía sau đấy họ không nói ra. Khi mà tiến hành hình thành được một cái liên minh giữa Israel và các nước hồi Ả Rập đối chọi với công giáo Iran, thì rõ ràng cái vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc, của Nga đây cũng bị suy giảm. Thực chất phía sau là Nga và Trung Quốc đánh thẳng với Iran, buộc Iran phải suy sụp, không tan rã thì cũng suy yếu. Thực chất là đánh vào Trung Quốc và Nga, tuy họ không nói ra, không tuyên bố gì cả. Đẩy ảnh hưởng của Trung Quốc, Nga ra khỏi khu vực này, Mỹ trở lại như cuối thế kỷ 20, độc tôn thống trị Trung Đông này, bản chất nó là như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì với mục đích như vậy của Mỹ và Israel thì Iran sẽ phải có những thay đổi như thế nào trong chiến lược tương lai của mình ạ? Sau cái năm vừa rồi, từ mùng 7 tháng 10 năm 2023 bây giờ, thì tôi cho rằng là Tehran đã thu được rất nhiều cái lợi ích lớn nhất có lẽ là lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei và những người lãnh đạo ở Tehran đó, nhận thức rõ hơn cái liên minh của Mỹ về Israel, cái sức mạnh của liên minh Mỹ-Israel. Đây là cái điều thứ nhất mà Tehran nhận thức ra. Khi nhận thức đầy đủ cái sức mạnh liên kết giữa Mỹ và Israel thì họ phải điều chỉnh chế độ nội địa ngoại. Không gì mà đương đầu với cái liên minh Mỹ với Israel được. Đây là một. Cái thứ hai, cũng giúp Tehran nhìn nhận rõ hơn cái bàn cờ chính trị Trung Đông đang chuyển động theo hướng bất lợi đối với họ. Chuyển động theo hướng Mỹ tác động mà mọi cách để Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel, thiết lập mặt trận giữa các nước Ả Rập với Israel, tạo một cái bức tường chắn ảnh hưởng của Cộng hòa giáo Iran. Nếu mà Mỹ Israel thành công, nó tạo bức tường chắn ngăn chặn ảnh hưởng của Hồi giáo Iran tại khu vực Đông này, thực chất là ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở đây, và cũng là gián tiếp làm suy giảm cái mối quan hệ bộ ba Nga Iran Trung Quốc, Trung Quốc Iran Nga. Có hai cái bộ ba mà Mỹ và Bruxelles, Mỹ phương Tây rất sợ. Cái bộ ba là bộ ba ở Đông Á là Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, đối lập với bên kia là Mỹ, Nhật, Hàn. Cái bộ ba mang tính toàn cầu là Trung Quốc, Iran và Nga, bên kia là Mỹ với Bruxelles và Israel. Có thể nói thực chất cái năm vừa rồi, tôi tin rằng là lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei và những người lãnh đạo tối cao của Cộng hòa giáo Iran cũng nhận thức ra vấn đề. Tôi cho cái điều đấy là quý giá nhất đối với họ, cái quý nhất họ nhận thức được cái bản chất của Mỹ, cái mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ với Israel, cái sức mạnh của Mỹ Israel cũng gắn bó lại, và cái xu hướng mà nhiều nước Ả Rập đang gắn bó với Israel đi theo Mỹ để đối lập với họ. Như vậy là buộc, vấn đề bạn nêu ra là buộc lòng cái sự kiện mùng 7 tháng 10 năm ngoái đến bây giờ, buộc lòng muốn hay không muốn, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải điều chỉnh chính sách đối ngoại, tất nhiên phải điều chỉnh từ đối nội. Tôi cho rằng một cái nhà nước thần quyền nó sẽ chuyển dần sang là tự do dân chủ hơn. Bước cái vòng vấy như vậy thì anh không thể giữ nguyên được cái chính trị nội bộ như vậy được. Trên xu hướng của Cộng hòa Iran sẽ mở rộng cái dân chủ nội bộ, cởi mở, xã hội sẽ cởi mở hơn. Về bên ngoài thì tôi tin rằng là tổng thống mới của Cộng hòa Iran tiếp tục tác động đến lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei và các lực lượng khác ở Iran.
hai trăm trại tiến hành đối thoại với Hoa Kỳ phương Tây. Hóa ra là cuộc đối đầu với Mỹ phương Tây trong thời gian vừa rồi không mang lại hiệu quả gì cả, không mang lại đến gì cả, chỉ có con đường. Tất nhiên họ vẫn coi Mỹ và Israel là kẻ thù, nhưng mà thao tác chính sách ngoại giao sẽ khác. Tôi cho có lẽ là mềm mỏng hơn đối với Hoa Kỳ, mềm mỏng hơn đối với châu Âu. Thậm chí họ cùng buộc lòng cũng điều chỉnh chính sách với Israel. Đây là con đường để tồn tại phát triển của Iran. Tôi cho không có đường khác. Trước sức ép lớn của Hoa Kỳ với cái Israel và cái liên minh giữa Israel và Ả Rập, thì rõ ràng cái lựa chọn của cộng hòa giáo Iran phải lựa chọn mềm mỏng, cởi mở trong nước, mềm mỏng hợp tác bên ngoài, trong khi vẫn thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, vẫn âm thầm thắt chặt quan hệ với Nga, thì mở toang cánh cửa với phương Tây. Đây tôi cho được lối đi như vậy là hợp lý và khôn ngoan nhất, và tôi tin họ sẽ đi theo con đường này. Vâng, thưa chuyên gia, cho đến thời điểm hiện tại thì Israel vẫn trì hoãn trong việc trả đũa Iran. Vậy thì toan tính phía sau liệu có phải là đòn tâm lý khiến cho Iran lo lắng không ạ? Vậy nên bạn nêu ra đúng đấy. Trước hết tôi đồng chia sẻ với quan điểm của bạn. Mùng 1 tháng 10 thì là Iran phóng tên lửa sang Israel. Và sau đấy thì đến bây giờ là đến cuối tháng 10 rồi thì là cả thế giới nín thở, đứng chờ đợi cái phản công của Israel đối với Iran. Tại sao bây giờ vẫn chưa đồng tình gì cả? Tôi cho ở đây về mặt tâm lý chiến tranh, như bà nói đúng đấy. Buộc lòng 80-90 triệu người Iran căng thẳng từ 1 tháng 10 bây giờ. Cả cái bộ máy nhà nước căng thẳng số từ 1 tháng 10 bây giờ. Chứ biết Israel tấn công lúc nào, khi nào tấn công ở đâu cả. Buộc cộng hòa giáo ở trạng thái căng thẳng liên tục. Và như vậy thì sẽ chọn một thời cơ thì mà nó đánh vào. Nhưng vì cái đòn tâm lý quân sự đúng đấy, bà nói rất đúng. Nhưng mà còn đấy còn nguyên nhân khác nữa. Tại sao mà Israel chưa tấn công, chưa trả đũa Iran là vì thế này. Thật ra là đấy nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ cái bầu cử mùng 5 tháng 1 của Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden bằng mọi cách ngăn chặn Israel tấn công vào các trung tâm hạt nhân của Iran. Họ đồng tình, được rồi, ông cứ tấn công trả đũa vào cơ sở lọc dầu, các cảng biển vân vân, các cơ sở quân sự thì được, nhưng không được đụng vào trung tâm hạt nhân của Iran. Vì nếu Israel tấn công trung tâm hạt nhân của Iran thì có như cộng hòa giáo Iran đến chân tường, họ không còn gì được cả. Mà khi là đến chân tường rồi thì họ sẽ vùng dậy chứ không gì xảy ra cả. Cái cuộc 200 tên lửa mùng 1 tháng 10 vừa rồi, Israel choáng đấy ạ. Một số tên lửa thoát khỏi vòm sắt. Vòm sắt nổi trên thế giới thế mà cũng không ngăn chặn được cái tên lửa của Iran đâu ạ. Iran có 3 loại tên lửa siêu thanh, vừa rồi mới dùng cái tên lửa này một thôi. Cho nên tác động từ Mỹ. Chỉ có Joe Biden vừa rồi muốn bằng mọi cách ngăn cản. Ngày hôm qua Blinken còn ở Tel Aviv cơ mà, còn ở Ai Cập, còn ở Rock Lee và tiếp còn phải nhất cùng ban chuyện này. Thôi, một là ông có thể sau mùng 5 tháng 11, sau một cử thì ông tấn công Iran. Hoặc tấn công trước ấy, thì đừng tấn công hạt nhân, tấn công cơ sở quân sự và kinh tế thôi. Chứ đây là cái lý do chính, cái lý do chính Israel chưa phản ứng Iran là vì cái tác động từ Mỹ, ảnh hưởng đến cái quyền lợi của Đảng Dân Chủ, đến cái lá phiếu của cử tri, đến cái khả năng quay lại Nhà Trắng của Phó Tổng thống Harry. Mục đích là lợi ích của Mỹ thôi ạ. Chứ họ chẳng phải là thương tiếc gì cộng hòa giáo Iran đâu. Nhưng mục đích như vậy họ bằng mọi cách phải ngăn cản, không diễn ra cuộc chiến đánh lớn trước khi bầu cử. Bởi vì nếu sẽ đi trước 1 năm 11 mà sẽ có cuộc chiến tổng lực ở Trung Đông đó, thì chắc chắn rồi cử tri Mỹ cho dù là họ quan tâm đến kinh tế sống được, nhưng mà họ hỏi xem cái chuyện này trách nhiệm chính quyền Joe Biden ở đâu. Chiến tổng lực thì Mỹ thua, anh họ Mỹ thế giới thua, Mỹ mắc sai lầm về chiến lược, thế Mỹ chẳng được gì đâu ạ. Nếu chiến tổng lực xảy ra đấy. Cho nên cái nguyên nhân bà nói là tại sao dư luận nói rằng cái đòn tâm lý là đúng, nhưng mà cái nguyên nhân khác và quan trọng hơn là chính là do
lợi ích của nước Mỹ, lợi ích bầu cử Mỹ, buộc lòng Israel phải nhân nhượng mức độ nào đấy, kéo dài chứ phản công Cộng hòa Giải Iran như thế. Tôi nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, vậy thì chuyên gia có nhận định như thế nào về thảm họa nhân đạo giữa cuộc xung đột Trung Đông và cuộc xung đột Nga-Ukraine? Hai cái việc này khác nhau. Cái chỗ này dư luận phương Tây thì họ đánh đồng, tôi cho như vậy là họ nói không khách quan. Tôi chỉ nói về khoa học thôi ạ, chứ tôi không nói về mặt chính trị. Cái dư luận phương Tây cứ nghĩ rằng là cái tàn sát của Israel ở Gaza và Liban, Hezbollah nó cũng như là Nga ở Ukraine. Không phải. Từ 24 tháng 2 năm 22 đến bây giờ, 2 năm rưỡi rồi, trong tất cả các cuộc tấn công của Nga, dù là xe tăng, dù là máy bay, dù là tên lửa hay máy bay không người lái, vân vân, Nga không bao giờ tấn công mục tiêu dân sự cả. Cái số người mà đã chết trên cái chiến trường đánh nhau, quân lính chết là nhiều. Chứ những trận mà ném bom, những trận mà bắn tên lửa của Nga có chiến trên đường bao nhiêu đâu ạ? Bản chất hai cuộc chiến khác nhau. Nhưng phương Tây đánh đông để vu cáo Nga. Chứ còn đến bây giờ tại Gaza và Liban đó, đã 5.000 trẻ em chết rồi. Thế Mỹ vẫn dừng đứng như không. Trong khi là tòa hành sự quốc tế rồi truy nã bắt Thủ tướng Israel Netanyahu thì Mỹ phản đối. Trên dư luận phương Tây tôi nói là không khách quan. Tôi không có bình luận theo cái góc độ chính trị thù địch gì cả. Nó không khách quan. Cho cái dư luận phương Tây nó ghép vào để làm xấu Nga, để cô lập Nga. Cái điều này tôi mà nói là họ không khách quan thôi, chứ tôi không nói về mặt chính trị, không còn phê phán gì cả. Tôi nói như vậy. Cho khi ta tiếp cần thông tin, cần về phần thì lưu ý. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, hiện tại chính quyền cùng người dân Iran đang rất lo lắng về đòn trả đũa sắp tới mà Israel đe dọa sẽ thực hiện, sẽ gây ra tổn hại kinh tế và tạo thêm bất ổn cho đất nước. Trong thời gian tới thì Mỹ sẽ giải quyết xung đột Trung Đông như thế nào trong cục diện chính trị hiện nay? Chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đánh giá nổi bật của chuyên gia Lê Văn Cương trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông qua cuộc chiến tranh tiêu diệt Hamas, Hezbollah, Mỹ với Israel muốn tạo ra một cấu trúc quyền lực mới ở Trung Đông. Trong đó còn Cộng hòa Giải Iran không còn là một cường quốc khu vực nữa. Tôi cho rằng cái dài dột, cái sai lầm của Hamas tạo ra cuộc tấn công 7 tháng 10 đó, năm Hamas tạo ra cái cớ để cho Mỹ với Israel hợp tác với nhau, tiến hành cuộc chiến tranh để hủy diệt Hamas, hủy diệt Hezbollah và làm suy yếu tận cùng được Cộng hòa Giải Iran. Tehran nhìn nhận rõ hơn cái bàn cờ chính trị Trung Đông đang chuyển động theo hướng bất lợi đối với họ. Nếu mà Mỹ sẽ thành công và tạo bức tường chặn ngăn chặn ảnh hưởng của Hồi giáo Iran tại khu vực Đông này, thực chất là ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở đây, và cũng là gián tiếp làm suy giảm cái mối quan hệ bộ ba Nga Iran Trung Quốc. Buộc lòng 80-90 triệu người Iran căng thẳng từ 1 tháng 10 bây giờ, cả cái bộ máy nhà nước căng thẳng từ 1 tháng 10 bây giờ, chứ biết Israel tấn công lúc nào, khi nào tấn công ở đâu cả. Buộc Cộng hòa Giải Iran ở trạng thái căng thẳng liên tục, và như vậy thì sẽ chọn một thời cơ thì mà nó đánh vào.